chắc sau cái này thì cái chương trình này thì cô thấy đàn tràng cũng cô hãnh diện lắm, thì chắc cô cầu mong cho sức khỏe của cô thôi, mỗi một ngày nó khỏe hơn để còn mình còn xem con gái này mình làm thêm những cái trò gì, bởi vì cô rất mong cô được khỏe để cô động viên con gái cô, mà cô cũng hy vọng vào con gái cô thôi, bởi vì cô thì bị bệnh cho nên cô rất mong hy vọng vào con gái cô nhiều lắm. Thì sau cái cuộc thi này cô cảm thấy vui, mà bệnh của cô thì cô không nói trước được, nhưng mà cô cố gắng hơn để cho con bé nó không có cảm thấy cô để nó suy sụp, cô sẽ động viên nó để có tinh thần hơn. Có lâu lâu thì cô vẫn Trang nó vẫn mở lại cho cô nghe những cái lúc nó đi tập, thì cô nghe những cái gì mà chưa có được như ý thì cô vẫn bảo con ơi hát như thế nọ kia, thì nhắc con hát như thế nào để cho nó giống. Cô thì nói chung cô cũng mình cũng không khen gì, nhưng mà cô thì cũng già được nhiều giọng lắm, có nghĩa là cô thì ngày trước thì cô hát được nhiều giọng, bây giờ thì cô không hát được, nhưng mà cái cảm tưởng của cô ở trong đầu cô là cô rất là nhanh, cho nên cô nhắc con gái là những cái chỗ nào đó con phải cần con để ý, là con phải động nhập tâm vô cái bài hát thì con sẽ thành công. Vậy nói chung là cái tên sư tử này anh Đàm Vĩnh Hưng đặt cho cô, cũng mong cho cô có một đứa con là sư tử nối theo cô đó. Bây giờ cô cũng đang là cầu như thế thôi, nhưng mà sau này thì không biết là bây giờ thì coi như nó cũng được 80% đi, thì cô cầu làm sao cho được 100% nữa thì cô mới bằng lòng. Cô nhất định đấy, cô cầu cho cô được khỏe để cô làm thế con gái mình còn tỏa sáng hơn. Khán giả rất mong là nếu mà cô có thể khỏe lại thì có thể nói chung sẽ được cho. Tôi mong như vậy lắm. Sắp tới em rất là hy vọng mọi người sẽ không chỉ nhớ tới hình ảnh của Phạm Đăng Trang trong cuộc thi ca sĩ thần tượng với phiên bản của chị Hồ Ngọc Hà, mà còn đón nhận một Phạm Đăng Trang, một cái tên mới trong cái sự nghiệp âm nhạc này. Và em rất mong rằng những cái sản phẩm sắp tới khi mà em hiến thân, em đặt tâm huyết để em làm, thì chắc chắn là em rất là hy vọng là khán giả sẽ đón nhận nó và sẽ tiếp tục ủng hộ em trên con đường nghệ thuật. Em rất là thích những dòng nhạc ballet và diva. Thật sự là trong suốt một cái chặng đường thi á, em chưa được có cơ hội để hát được những ca khúc thập niên và diva, nhưng mà em rất là mong muốn là sắp trong cái thời gian sắp tới khán giả sẽ được nhìn thấy em trong cái hình ảnh đó. Em thích nhiều nhạc sĩ lắm, tại vì em nghĩ là mỗi một người nhạc sĩ hay kể cả mỗi một người ca sĩ, một người nghệ sĩ, họ đều có những cái hay riêng, và đó là lý do mà họ nổi tiếng. Và mỗi người họ đều có một cái tâm huyết, một cái tâm làm nghề, nên em nghĩ là mình không thể nào nói được là ai hơn ai cả, bởi vì ai cũng đều có cái hay riêng của mình.